Chào bà con cô bác nha. Hôm nay mùng 10 tháng 8 nha. Cây Samsung G531 nha. G530, G531, G530 nha. Cây này Android 5.2 nha. 5.2 là vỏ xấu nha. Ai chốt thì mình thay cái vỏ vô nha. Cây này bán 200 ngàn nha. 200 ngàn, RAM 1 GB, bộ nhớ 8 GB. Cây này mình chưa có kịp ghi má vô. Còn cây Samsung Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, Android là 8.1 nha, bán là 700 ngàn. Đó là tên máy là Samsung Z7 Prime nha. Ai mua thì cứ chụp cái mã đơn này qua nha. Rồi ai mua thì cứ cọc chuẩn bị cái cạc Viettel Mobi cũng được 50 ngàn. Rồi chụp cái mã này qua, gửi địa chỉ qua, mình báo còn thì cứ chụp cái mã này gửi qua là mình ship đi nha. Đó là bán 700 ngàn. Tên máy là Samsung Z7 Prime. Màn hình là đẹp nhá. Đó, màn hình là đẹp, không có ém gì nhá. Vỏ thì nhìn nó tương đối thôi. Cây Samsung A10s, cây này Android 9 chấm, RAM 2, bộ nhớ 32 GB, bán 700 ngàn nhé. 700 ngàn cây Samsung A10s. Cây này màn hình thì cũng còn đẹp nhé. Đó, màn hình còn rất đẹp luôn. Đó, trên này là đề thông số sao này, mình đánh giấy y như vậy luôn nhé. Android 9 chấm nhé. Đó, cây này thì bán 700 ngàn. Bên này bà đề là giá là chính xác nha, chứ không có đề giá ảo nha. Cho nên là bà con coi máy thì mình cứ coi cái giá hợp lý thì mình mua nha, chứ không phải là đề 700 rồi bán giá khác. Còn bên mình là cứ bán cái giá y chang vậy luôn, y chang trên cái Mac vậy đó. Cây iPhone 7 Plus, cây này bộ nhớ 32 GB, giá là 1.4 triệu nha. 1.4 triệu. Nó vỏ nhìn cũng còn tương đối đẹp nha, còn vân tay, không có e lao gì nha, nó không có bị tài khoản e lao gì á. Máy là máy sạch nha. Đó, máy sạch, còn vân tay luôn nha. Cây này thì bán 1.4 triệu nha. Nó trên này báo còn vân tay là còn vân tay nha. Bà con tới máy tới thì bà con cứ test máy, kiểm tra máy trước khi mình trả tiền. Mua trên mạng đừng có tin là mà mua rồi không có test máy rồi này kia mất công, này nó bị dễ, bà con rất là dễ bị lừa đảo. Mới vấn đề là máy mua máy chính hãng mà gửi máy Trung Quốc á, còn bên mình là mua cái nào thì mình gửi đúng cái đó nha. Cái này là hàng chính hãng nhé, bán 1.4 triệu nha. Còn cây 12 Pro Max nha, máy Trung Quốc. Đó là dòng, những dòng máy là chính hãng là mình không có đề, đề là tên máy Trung Quốc. Còn cây này là đúng là hàng máy Trung Quốc, iPhone 13 12 Pro Max nha. Cây này bán 800 ngàn nha. 800 ngàn iPhone 12 Pro Max. Màn hình là đẹp nha. Đó, màn hình là rất đẹp luôn. Còn trên nó đề nó thông số ảo thì máy Trung Quốc thì nó đề thông số ảo, mình không có biết nha. Cây này thì bán giá 800 ngàn. Còn cây Oppo F7 nha, RAM Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64 GB, bán 800 ngàn, là vỏ xấu nha. Vỏ xấu. Màn hình này còn đẹp nha. Đó, màn hình là còn đẹp. Bán 800 ngàn nha. Cây VMAX Acti3 nha, Android 10 chấm, RAM 6, bộ nhớ 64 GB. Cây này thì bán 1.3 triệu nha. 1.300.000. Đó, máy là còn cũng còn khá đẹp nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, cây này là RAM 6 GB, bộ nhớ 64 GB luôn. Cây này bán 1.3 triệu. Mà camera thập nò chụp rất là đẹp nha. Là nó vẫn sử dụng bình thường nha. Còn khi nào mà nó lỗi máy ảnh thì mình sẽ thông báo.
Cây Oppo A91 nha, cây này Android 11 chấm, RAM 8GB cộng thêm 3GB nha, bộ nhớ thì 128GB. Cây này thì bán 1 triệu 8 nha, 1 triệu 8 giá bán. Nó giá bán là 1 triệu 8 nha. Cây này máy này còn cũng còn khá đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Đó, thông số sao là mình báo y chang vậy luôn nha. Bán 1 triệu 8. Tặng cho cái lắp lưng luôn nha. Còn Samsung Z6 cộng nha. Samsung Z6 cộng. RAM Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này để thiếu RAM nha. Thay RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000 nha. 800.000. Đó, nó đè thiếu thì mình cũng lên thông tin cho bà con mình báo nó chính xác nha. RAM là 3GB nha, bộ nhớ 32GB, bán 800. Còn cây Oppo F11 Pro nha, Android 11 chấm, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cây này bán 1.200.000. Đó là lý do là vỏ xấu nhá, sườn nó xấu á, sườn thì rất xấu nhá, camera cũng thập lò nhá, lại sườn nó lai lúc tùm lum từ lưa hết á. Bán có 1.200.000 thôi. Đó, màn hình là đẹp nhá. iPhone 6G nhá, bộ nhớ 64GB, bán 700.000 nhá, không có tài khoản luôn. Máy này là nó không có tài khoản gì luôn. Máy là thông sạch, không có bị allow gì nữa. Đó, không bị allow nha. Còn cái này nó, mình có gì mình ép lại nha, cho nó hết cái màu này. Nó bị lem cái màu xuống á. Đảm bảo mình ship tới là không có bị dính ba cái này nha. Cây này bán 700.000 nha. Còn iPhone 6G, cây này thì rẻ hơn, bộ nhớ 16GB, bán có 500.000 nhé. iPhone 6G, cây này thì nó bị dính cái tài khoản nhé. Dính cái tài khoản với lại màn hình nó cũng hơi sơ xấu nhé, bán có 500.000 nhé. Samsung Z7 Prime nhé, cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, bán 700.000. Android thì còn 8.1, màn hình đẹp nha, vỏ nó hơi xấu thôi, màn hình đẹp, bán 700.000. Samsung A51, cây này thì Android 13 chấm, RAM 6, bộ nhớ 128GB, bán 1.700.000 nha. 1.700.000 cây Samsung A51 nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp luôn, bán 1.700.000. Còn Samsung Z2 Prime, cái này thì Android 6.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Bán 250.000 nha. 250.000. Còn màn hình là rất đẹp nha, màn hình rất đẹp luôn, bán có 250.000 thôi. Hiện giờ thì mạng 2G nó cũng hạn chế rồi, cho nên là mình mua mấy cái cây này về xài thay mấy cái cây cùi bắp á, rất là ngon luôn, nó còn xài được YouTube xanh này này kia đó. Mà trong nó có 250.000 à. Bà con ra ngoài mua cùi bắp bây giờ cũng hết 400 mấy 500 ngàn rồi. Mà cây cùi bắp á, còn đây là cảm ứng luôn, bán có 250.000. Còn ai muốn mua mà xài được thoải mái hơn á, thì mình lên lựa mấy cây dòng cao nhé. Như mấy dòng Android 10 này. Còn tên máy là Samsung A6 Android 10, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 700.000. 700.000 Android nó cao.
vỏ thì hơi xấu nhưng mà cấu hình của nó thì cũng cao nha. Đó, mà này là đẹp luôn. Còn thêm chút nữa thì bà con mua cây Samsung A20 Android 9 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán có 800.000. 800.000 là cây Samsung A20 nha. Đó, màn hình cũng còn khá đẹp nha. Bán có 800.000. Cây Oppo A31. Cây này là Android 9 chấm, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Cây này bán 1 triệu nha. 1 triệu cây Oppo A31. Đó, màn hình thì cũng đẹp nha. Cây Intel nha. Tên máy là Intel Vision 1 Pro. Cây này thì Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bán 800.000 nha. 800.000 cây Intel. Màn hình thì đẹp nha. Đó, màn hình là rất là đẹp luôn. Bán có 800.000 nữa nha. Cây Redmi 7 Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bán 700.000. 700.000 sườn thì nó hơi xấu, còn màn hình là đẹp. Bán 700.000 cây Redmi 7. Cây Redmi 8 nhé. Redmi 8, cây này Android 12 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Bán 1 triệu. Đó, màn hình thì rất là đẹp luôn. Bán có 1 triệu đây nha. Cây iPhone 6 Plus, bộ nhớ 64GB. Cây này thì bán 800.000. iPhone 6 Plus. Máy là không có tài khoản nha, không có tài khoản allow gì á. Bộ nhớ thì 64GB. Bán 800.000. Cây Samsung Z6 Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này bán 800.000. Nó là tên máy Samsung Z6. Cây này nó nhỏ gọn nhưng mà cấu hình của nó cao nhé. Màn hình cũng zin rất là đẹp luôn. Cây này bán 800.000 nhé. iPhone 5G nhé. iPhone 5G thì bán giá nghe gọi có 350 nhé. 350 cây iPhone 5G là gọi là năm thường đó. Đó, màn hình là đẹp đó nhé. Màn hình là đẹp, bán 350 nhé. Còn Redmi Mi 8 Lite nha. Mi 8 Lite, cây này Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Bán 1 triệu mốt này. 1 triệu mốt cây Mi 8 Lite. Sườn là hơi xấu nhé. Sườn là hơi xấu, còn màn hình là đẹp rồi nhé. Đó, màn hình là rất đẹp nhé, không quá ém nhé. Bán 1 triệu mốt. Còn có cây này cấu hình cũng rất là cao luôn, Oppo Zenlo Android 11 chấm, RAM 6GB, bộ nhớ 256GB, dành riêng cho mấy người thích chơi game. Bộ nhớ lưu trữ rất là cao luôn. Bán là 1 triệu 2 nha, là nắp đít là không có nha. Đó, nắp đít là mất này. Ai chốt thì mình có thể đi mua nắp đít mình bỏ vô nha. Còn nó bị hư cái camera trước nha, hư camera trước. Còn camera sau là vẫn chụp ok nha. Cái này màn hình là đẹp luôn nha. Bán 1 triệu 2 nha. Còn ai muốn cao hơn thì có cây Oppo Zenlo 2. Cái này Android 11 chấm, RAM 8GB cộng 5GB, bộ nhớ thì 256GB. Bán 2 triệu nhé. 2 triệu cây Oppo Zenlo 2. Đó, những cấu hình như vậy là mình bán tầm chừng 2 triệu rồi nhé.
là 8 GB cộng 5 cộng 3 gì đó, là mình bán có 1,7 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu nha. Còn nhiều người nói là cây kia đẹp mà bộ nhớ nó 512 GB với lại 1 TB mà giá có 2 triệu mấy, thì bà con lên xem xét lại cái máy nhé. Nhiều khi nhầm ngay vào mấy cái máy mà của hàng Trung Quốc mình đề đó, là máy Trung Quốc đó thì nó mới có cấu hình cao mà giá đó nhé. Còn bên mình là hàng chính hãng đó, mình bao là hàng chính hãng nhé. Bà con về cứ test máy thoải mái, cần thiết thì bà con kêu thợ tới xem có phải hàng chính hãng không đó, vì mình shipper mình giao tới là cho bà con kiểm tra máy đàng hoàng nhé. Khi nào mà kêu không phải hàng chính hãng thì bà con cứ ship về cho mình. Còn ai chốt thì cứ cọc cái kẹp Viettel Mobi cũng được 50.000 đó. Rồi shipper nó giao tới tận nơi, nó đi mấy trăm cây số rồi mấy ngàn cây số nó giao tới, thì bà con chỉ có cọc có 50.000 đó, là shipper nó giao tới nhà cho mình luôn, rồi mình kiểm tra máy luôn. Mình cây Samsung J5 Prime nha, Android 8 chấm RAM 2, bộ nhớ 16 GB, bán là 500.000, 500.000 cây Samsung J5 Prime nha. Đó, màn hình cũng còn đẹp nha, bán 500.000. Cây Samsung Tab E nha, Samsung Tab E Android 4.4, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Cây này thì bán 400.000, 400.000 cây Samsung Tab E. Đó, màn hình là đẹp nha. Đó, màn hình là đẹp, bán 400.000. Còn cây máy tính bảng S11, trên thông số này thì mình nó ghi trên bộ nhớ thì mình cũng báo vậy nha, còn thực ra là mình không có biết cái dòng này nó là bao nhiêu ghi nha. Android 12 chấm RAM 12 GB luôn, bộ nhớ 256 GB, mà mình cứ bán theo cái cảm tính của mình là RAM 3, bộ nhớ 32 GB, bán 900.000 nha. 900.000 là giá, là nó bị xấu cái nắp này nha. Còn cho bà con coi cái thông số ẻo của nó thì mình ghi trên cái đó đó. Nó thông số ẻo của nó là 512 GB nha. Còn thực ra mình cũng không biết là nó chính xác hay không. Còn bộ nhớ của nó là 12 GB luôn. Đó, bộ nhớ là nó ghi 12 GB nha. Đó là mình ghi cũng y như trang trong cái bộ nhớ đó. Còn mình cứ bán theo cái cảm tính của mình là 900.000. Có khi nào về cái này nó chuẩn xác thì dô to luôn. Cây Maxel Tab 10E nha, Android 11 chấm RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Cái này bán 1 triệu cây Tab 10E. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình là rất là đẹp nha. Đó, cấu hình thì mình khỏi vô trong, thì bà con coi cấu hình này cũng biết rồi nhé, tên máy cũng biết rồi, mình chủ yếu coi màn hình đẹp hay không thôi. Còn mấy vấn đề mà cảm ứng thì bà con cứ yên tâm nha, khi nào mà cảm ứng mà nó bị lỗi thì mình sẽ bán theo cái giá lỗi. Còn trên này là cảm ứng thì bình thường hết, ok hết, bà con về cứ test máy thoải mái. Cây Maxel Tab 10 Wi-Fi. Đó, tên máy là Maxel Tab 10 Wi-Fi, Android 11 chấm nhé. Android 11 chấm, RAM 2, bộ nhớ 32 GB, bán 700.000. 700.000, vỏ nhìn nó tương đối chứ không có đẹp này. Bán 700, cây Tab 10 Wi-Fi. Còn iPad 4 nhé, iPad 4 cái này bộ nhớ 32 GB, bán 500.000. Máy là không có xài sim nha, máy là không có xài sim, nó chỉ xài trên wifi thôi. Ừ,
Nó xài sim thì mình bán giá khác nha, không có tài khoản nha, về bà con tự nhập tài khoản vô xài. Còn cây cây này chưa ghi, mình cũng chưa có tiện bán với anh nha. Cây này như cây tắp 10 gốc 2 chưa ghi. Đấy, đây. Rồi ai mua thì chốt cái cạc Viettel Mobi cũng được 50.000 nha, shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100.000 thì bao ship, ai chốt hai cây một lần cũng bao ship. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy, hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề thì báo là mình hỗ trợ ship cây khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi bà con mua máy thì nhớ ghi cái số chữ này này là cái đời máy lại nha, rồi báo lại mình nha. Như cây này thì đề Samsung A51 này là mình biết rồi. Rồi chào bà con cô bác nha.